hỏi Tú là với em thì cái ngày Valentine này có ý nghĩa như thế nào? Với em, ngày Valentine là ngày nó đặc biệt trong năm. Một năm 365 ngày thì em ta nấu cơm hết 364 ngày rồi. Thì ngày Valentine là ngày vợ em sẽ nấu cơm cho em ăn. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Vậy thì vợ em dự định sẽ nấu món gì không? Em nghĩ là rau luộc hoặc là trứng luộc. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tất cả năm nào cũng như thế hay là nó chỉ muốn? Không, mọi năm vợ em nấu cà ri gà và làm gậy của em hai con dao. Nên năm nay chỉ cần luộc rau thôi là em hạnh phúc rồi. Anh thì cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là bốc phét đi danh hai thứ à. Em đánh giá thế nào về cái sự nỗ lực và sự cố gắng đấy của vợ em trong này? Em nghĩ là vợ em không cần nỗ lực nữa, tại vì gãy một con dao em tốn mất 2 mang. Vợ em nỗ lực nữa thì em lại mất thêm 2 mang. Cho nên vì em chuyển từ dao đá qua dao thép để không bị gãy nữa. Đấy. Cực kỳ thuyết phục. Bình thường thì mỗi một năm thì vợ anh ấy làm gãy khoảng độ 2 con. Mỗi con trị giá khoảng độ 10 mang. Năm nay anh ấy không cho vợ ấy làm nữa. Và con này trị giá 20 mang. Toàn sụp. Toàn thật rồi bố em. Thì trong cuộc sống vợ chồng, gia đình, nhiều lúc thì bát đũa cũng có lúc xô. Em đã có những hành động gì, sự chỉnh sửa gì mình để cuộc sống vợ chồng hòa hợp? Cố gắng đầu tiên của em là trước khi ra khỏi nhà để kiểm tra xem cơm nước đã đầy đủ hay chưa thì mới đi làm. Thông minh lắm. Chưa đầy đủ thì tối về chứ có quỳ nói chuyện. Ai quỳ? Em quỳ. Em quỳ. Em quỳ với ai? Em quỳ với vợ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ngày Valentine, mọi người sẽ mua hoa, mua quà, mua đồ để tặng. Nhưng anh năm nay không còn tiền nên anh không có gì để tặng. Cực kỳ thuyết phục. Hiện tại bây giờ thôi, năm nay muốn ăn món gì thì anh nấu. Chứ thôi em đừng vào bếp nữa. Chào buồn. Hết không? Hết. Hết. Vô. Hết. Đúng là con trai của ta.